trong một cái liên hệ nên có một người là lead, dù là nữ hay nam cũng được. Ai có một cái khả năng dẫn dắt được thì cứ dẫn dắt. Hoặc là mỗi một cái đoạn đường thì mọi người đóng cái vai trò đó một lần. Trong một giai đoạn này thì người nam, giai đoạn sau là người nữ. Ai đang tràn đầy năng lượng, ai có nhiều không gian, thời gian để thiết kế cái liên hệ tình cảm đó thì hãy chủ động. Cái chán mà với bản thân mình ấy, nó như một cái hố cát mà mình có thể lún xuống. Xong rồi có thể thành nghiện. Nghiện cái cảm giác là nó hơi chôn vùi tôi xuống. Tôi hơi bất lực đấy, nó cũng kỳ lạ. Mình đã tự chán chính mình rồi đó, thì khó có cái quyền đòi hỏi người khác không chán mình lắm. Người khác chán mình là điều rất là hiển nhiên. Tuy nhiên thầy vẫn quay lại là cái việc ân tình với nhau. Thí dụ như trong trường hợp Thùy Minh và người bạn đời của Thùy Minh đi, thì thầy sẽ khuyên rằng thôi lúc này Thùy Minh khoan nghĩ người đó là chồng mình hay là người bạn đời, mà hãy nghĩ là một người bạn đồng hành thôi. Một người bạn hay là một người anh thôi đi. Hãy giúp đỡ một người anh đang có cái sự thất bại trong công việc, đang có cái mất niềm tin vào bản thân. Bây giờ giúp họ trước cái đã. Thì lúc bấy giờ cái áp lực mình dành cho người kia cũng như là về phía mình nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà liệu có cái cách nào mà ngăn trở cái việc chán nó xảy ra? Xin chào mừng mọi người trở lại với Yêu Lành cùng với thầy Minh Niệm. Thầy Minh Niệm trong vai là người quan sát và Thùy Minh là trong vai người trải nghiệm, trải qua nhiều bể khổ, có nhiều dẫn chứng và chọn là Yêu Lành bởi vì trong chữ yêu thì có chữ yên. Đấy, và hy vọng là mình cứ trò chuyện, đôi khi những cái ví dụ của Thùy Minh nó cũng lẫn lộn, nhưng mà làm thế nào để đến cuối một tập thì mọi người có một chút yên lành ở trong tâm hồn. Và cái chủ đề của ngày hôm nay, nếu mà mọi người có xem cái tập 1 liên quan đến hết một cái chuyện tình yêu ấy, thì mình sẽ đi dập lùi đến một cái giai đoạn nó cũng khó khăn không kém, là giai đoạn chán. Thầy khi nghe chữ chán thầy cười là sao ạ? Nghe chán thật. Cái mà Thùy Minh nhận thấy một điều là cái chán này nhiều khi người ta không có phân định được rõ. Nó không có một cái bắt đầu là tôi bắt đầu chán nhá. Mà nó có thể nói trêu là slow motion. Tức là tự dưng, ví dụ hồi xưa mình sai người yêu, mình lấy một cái gì đấy anh ấy nhanh lắm, nhưng tự dưng đến cái bắt đầu nó chậm lại. Hoặc là hồi xưa mình nói là làm giúp, nói người yêu mình là làm giúp mình cái này cái kia nhé, thì có thể là hôm sau mình có luôn. Thậm chí có thể mình chưa nói người ta đã làm rồi. Thế nhưng mà thì mình đâu nhận thấy cái, nếu mà chúng ta coi là cái sự tương tác với nhau là những cái phân tử đập vào nhau, thì bây giờ phân tử bắt đầu vận tốc, nó hơi chậm lại. Theo thầy thì vào lúc nào thì người ta chán? Chán là một cái cơ chế tự nhiên của con người. Nó bình thường hóa những cái gì mà mình rất là đam mê, rất là ưa thích. Thì theo cái tiến trình tự nhiên của mọi thứ nó thay đổi. Như là tập 1 mình có nói là impermanence, tức là vô thường, thì nó sẽ bão hòa. Rồi tới một lúc nào đó nó sẽ âm điểm và nó sẽ chán. Thì sẽ có những nhóm người họ mau chán, có những người chán chậm. Thường những cái nhóm mà mau chán là đa phần là họ sống rất là emotional, rất là cảm xúc. Muốn là phải bạo liệt, là phải có liền, vồ vập, và muốn lên tới cái đỉnh cao nhất của cảm xúc. Và họ không có một sự tiết chế nào cả. Họ muốn thực hiện ngay tất cả những cái cảm xúc mà họ yêu thích. Họ khám phá hết tất cả mọi cung bậc cảm xúc. Bản chất của cảm xúc là nó thay đổi mà. Cho nên tới một lúc nào đó cảm xúc nó đi xuống và họ là một với cảm xúc đó. Lúc mà cảm xúc lên cao thì họ sẽ yêu nồng cháy, mà lúc mà cảm xúc bão hòa hoặc là đi xuống luôn thì họ sẽ muốn buông ra, họ cảm thấy không còn gì hấp dẫn. Đó là những người họ sống thiên về cảm xúc nhiều quá. Thứ nhất là mình nói là họ có cái bản chất hay là có cái tính cách là thiên về cảm xúc. Thứ hai là họ vội. Tức là đáng lẽ ra mình biết rằng nếu như mình là cái người thiên về cảm xúc thì phải tìm cách trì hoãn, chậm lại, để mình biết rằng cái cảm xúc thường nó hay đánh lừa mình là mình yêu quá, mình thích quá, nhưng mà thật ra nó không có quá tới cái mức như vậy, vì mình sống còn cái phần tham dự của sự bình tĩnh, của lý trí, và cuộc sống nó còn nhiều thứ nữa chứ không phải chỉ có tình yêu. Nhưng mà khi mà cảm xúc yêu thích nó khống chế thì nó dẫn dắt và nó làm cho mình nhìn mọi thứ màu hồng.
Như cụ Nguyễn Du nói là đã mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ đưa đàn, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Thường khi mà trong cái cảm xúc yêu thích quá mức, người ta thường hay mắc phạm sai lầm là tưởng là cái đối tượng đó là thần thánh, là quan trọng quý giá nhất ở trên đời, bị mụ mị ở trong đó. Rồi khi cảm xúc nó tuột xuống, rồi từ từ cái mình bình tĩnh hơn, bắt đầu mình thấy rộng và sâu hơn về một đối tượng. Họ gồm có ưu điểm, khuyết điểm, họ cũng hấp dẫn đó, nhưng mà họ cũng có những cái yếu kém đó. Họ có hoa đó, nhưng họ cũng có rác đó. Nhưng mà bây giờ thì mình lại bắt đầu thấy nó nhiều thứ quá. Mình bắt đầu là thấy cái cảm xúc mình yêu thích người kia nó có vấn đề, nó bị điều chỉnh trên cái nhận thức của mình. Nhận thức khác, cái cảm xúc nó cũng sẽ khác theo. Rồi bắt đầu mình thấy rác nhiều hơn là hoa, rồi mình sẽ cảm thấy chán. Đó là mình chưa kể là đối tượng bên kia là có thay đổi nữa. Kế tiếp đó là cái sự nhàm chán đôi khi nó đến là vì trong một cái liên hệ người ta chỉ đến hưởng mà người ta không có vun đắp, không có cùng nhau để xây dựng cái cảm xúc đó cho nó bền và cùng nhau đi trên một cái con đường mà trong đó họ chia sẻ với nhau rất nhiều giá trị. Nói như cụ Nguyễn Du luôn, đó là sao cho vẹn nghĩa trọn tình. Tức là phải có tình rồi nó có nghĩa, có cảm xúc yêu thích, nhưng mà phải có những cái hy sinh, nhường nhịn, dấn thân, chia sẻ, đồng điệu, nâng đỡ qua lại, nó sinh ra cái nghĩa đó đó. Đôi khi nó cũng sẽ sinh ngược lại cái tình, nó làm cho người ta yêu thích nhau trở lại. Và nó có thể giữ một cái nền tảng vững chắc để mà tình nó rớt xuống á, thì nó nằm ở chỗ đó một thời gian đủ lâu để tạo một cơ hội cho tình nó bay lên trở lại nếu có thể. Thì vì cái nền tảng đó nó không được xây dựng vững vàng, cái nghĩa nó thiếu, cho nên rớt là nó rớt luôn vậy đó. Đó là cái quá trình mà người ta đến với nhau, người ta thiếu cái sự vun bồi, mà người ta chỉ đến để hưởng thôi, hưởng những cái hay cái đẹp của người khác. Và cuối cùng nữa đó là mỗi bên đều luôn luôn có cái sự thay đổi. Thì đáng lẽ ra đó thì cái sự thay đổi này đó nó phải được chúng ta chăm sóc để điều chỉnh nó, để làm sao mà cái sự thay đổi này nó hợp lý và nó vẫn tiếp tục giữ được cái liên hệ tình cảm với bên kia. Thì mình phát triển cái hướng ham muốn hay là tham muốn mình nó rộng lớn quá, vì mình thấy cỏ ở đồi bên kia xanh hơn, cho nên là mình có những cái ảo tưởng, có những cái vọng tưởng, có những cái hình tượng hấp dẫn hơn là đối tượng mình đang có. Và cái nhóm người mà ít chịu trách nhiệm á, thường cũng sẽ mau chán hơn, vì họ luôn luôn tin rằng là họ sẽ có một cái sự chọn lựa mới tốt đẹp hơn. Họ đẩy cái mức nhàm chán nó xảy ra mau hơn. Vậy thì nếu như trả lời câu hỏi của Thùy Minh là sự nhàm chán nó xảy ra khi nào đó, phần lớn là khi cảm xúc yêu thích nó tuột xuống, là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái giá trị bên kia, của người bên kia nó bị giảm xuống. Cảm xúc rồi nó cũng hết. Hay là mọi người hay so sánh với cái cây đèn cầy, cái nến đốt nó sẽ lại đến cuối. Nhưng mà nếu mà cả hai cùng chán nhau thì liệu là nó có đồng đều hơn không? Nó ví dụ cái sự chậm, em đang nói đến cái chuyện là có thể nó cái hơi tĩnh lặng của chuyện chán là mọi thứ nó hơi chậm lại, cũng không có nhất quyết là nó phải đồng nghĩa với sự phai nhạt, đúng không ạ? Hay là cứ chán, cứ hết một cái gì đấy nó hơi xuống thấp một chút. Chán có khi nó chỉ là một cơn ngắn hạn thôi, rồi nó có thể đi qua. Thí dụ như một người họ bị depression, họ bị trầm cảm, thì họ không có cảm xúc trong các mối liên hệ tình cảm. Họ không có nhận bất cứ một cái cảm xúc nào với cái người bạn đời của họ. Thậm chí họ rất là sợ, họ tránh xa, họ muốn ở một mình. Thì bản thân họ cũng chán cái người bạn đời mình rất là muốn gần gũi với mình. Mà người bạn đời đây cũng rất là chán vì rất là nhiều lần bị từ chối. Nhưng mà nếu như trầm cảm được chữa lành, người ta vừa qua được giai đoạn khó khăn đó, thì cái chán nó sẽ được đi qua, rồi mọi thứ bình thường trở lại. Hoặc là người kia bị áp lực của đời sống, họ có những cái thất bại bên ngoài đó, rồi họ không còn quan tâm nhiều đến liên hệ tình cảm. Đó là cái vấn đề sai sót của họ. Đáng lẽ ra họ tách bạch ra được, mà họ không tách bạch ra được, họ nhập chung thành một. Họ trở thành chán cuộc sống và chán luôn các mối liên hệ tình cảm đó. Nhưng mà đến một thời gian nào đó họ khôi phục năng lượng lại,
họ có một cái nhìn mới, họ có niềm tự tin trở lại thì họ thấy tình yêu họ cũng vẫn quý giá như thường. Thầy cũng hay khuyên các bạn là khoan đưa ra một cái quyết định đó, mình cần bình tĩnh và mỗi bên có thể tạm thời tự tách ra rồi tự làm mới bản thân mình. Có những chuyến đi dài, có những cái cơ hội ngồi lại nhìn chính mình, có những cái hoạt động để làm cho những năng lượng tích cực được sinh ra, để mình có một cái khả năng đưa mình trở về với cái trình độ ít nhất là mình đã từng có. Đôi khi con người mình không phải lúc nào cũng sống được với cái the best hết. Có những lúc mà mình rơi xuống những cái cung bậc rất là thấp, và lúc đó mình hay chán người khác. Thì bây giờ mình thử mình đưa mình về với cái cung bậc mà tốt nhất mình có đi. Nếu mà tới đó mình đã bình tĩnh rồi, mình sáng suốt rồi, mình ngon lành lại trở lại rồi mà mình vẫn chán người đó đó, thì cái quyết định đó nó có thể sẽ đúng hơn là cái quyết định là mình đang ở một cái cung bậc quá thấp. Thành ra nên cho nhau khá nhiều cơ hội chứ không phải là một cơ hội đâu, để được làm mới lại cái cảm xúc của mình. Vì cái chán mình đôi khi nó là một cái sự thay đổi đột ngột của cái cơ thể vật lý của mình, về những cái hormones trong con người của mình. Cái chán đó có thể là một cái sang chấn tâm lý, hay là một sự trở lại của một inner child, một em bé bên trong, hoặc là một cái cơn trầm cảm. Rồi mọi thứ nó sẽ đi qua, rồi cái chán cũng sẽ không còn nữa, rồi mình sẽ yêu thương nhau trở lại. Vậy vậy cho nên là nếu như một bên chán một bên thôi thì sẽ đỡ hơn, vì bên này sẽ giúp đỡ bên kia, với điều kiện là không được tự ái. Vì khi mà người ta chán mình cũng dễ tự ái lắm. Người ta từ chối mình mà cái người mà mình rất là yêu thương, mình có thể trao trọn cuộc đời cho họ mà đột ngột họ từ chối mình. Mỗi ngày họ cứ dần xa, rời xa mình. Họ xem mình như là một cái cục nợ hay là một cái gì đó rất là ám ảnh cuộc đời họ, thì mình cũng giận lắm chứ, mình cũng tự ái lắm. Trong cái bản chất thương yêu là không có để cho cái sự tự ái nó xen lẫn vào, vì nó chỉ là một cái cơn nhất thời á, thì nó lấy đi biết bao nhiêu cơ hội để vun đắp hay là hàn gắn lại các mối liên hệ tình cảm. Phải kiên nhẫn giúp cho người kia làm mới lại cái cảm xúc của họ, thì đó là cái chứng tích của một cái true love, một cái tình thương chân thật. Thì có một cái bạn viết một cái cuốn, nó cũng khá là hài hước. Bạn này là một họa sĩ rất là nổi tiếng, Đỗ Hữu Trí. Hữu Trí có viết nguyên một cái phần gọi là phần đạo chán. Tức là có những cái người mà theo cái đạo này, tức là hở ra là ôi chán thế. Xem cái bộ phim này cũng ôi chán thế. Nói chuyện, một cái cuộc nói chuyện có thể vài phút đầu thì thấy vui, sau đó thấy chán. Và trong cái ngành sáng tạo ấy, trong công việc ấy, thì nó cực kỳ hữu ích. Bởi vì là trong khi mọi người vẫn đang khen là ôi cái chương trình đấy hay lắm, là mình đã thấy chán rồi, mình đã thấy là cần phải làm hơn nữa, thì cái đấy nó tạo thành một cái lực kéo, nó kéo cho mình cứ phải làm nữa, làm mãi. Nhưng mà tất nhiên là trong cái chuyện mối tình cảm thì nó có cái việc là như thầy nói, là cái việc cân bằng. Có những cái lúc là phụ nữ cái hormone nó không cân bằng nữa, nó cứ buồn man mác, nó chả có một cái lý do gì cụ thể, và nó chỉ xảy ra bên trong mình thôi. Thì mình có cảm giác nó chỉ nguy hiểm khi mình không kiểm soát được cái đấy, hay là mình không dùng nó vào trong công việc, hay mình không nhìn thấy sự hữu ích của nó, mà mình bắt đầu mình dùng nó để áp chế vào mọi người, thì vẫn là câu chuyện chán mình nhé. Thì khoan nói đến chuyện chán người khác hay là người khác đã làm gì với mình, thì thầy nghĩ là trong những cái lúc mình chán mình mà chỉ có mỗi mình thôi, thì có cái cách nào? Thầy biết những bạn nằm trong nhóm sáng tạo đó thường là rất là dễ chán cái cũ, trong khi cái cũ bản thân nó còn rất nhiều giá trị. Nhưng mà mình vẫn muốn tìm tòi cái mới, và mình tin rằng cái mình sắp sửa làm, những cái gì mình đang nghĩ nó phải hay hơn cái hiện tại đó. Đó là lý do tại sao mà mình hay nhìn cái cỏ đồi bên kia nó xanh hơn cỏ đồi bên này, mặc dù cỏ đồi bên này vẫn xanh, vẫn tốt, nhưng mà trong mắt mình nó không còn giá trị nữa. Thì đó là cái vấn đề của mình. Cho dù là mình có chinh phục được cái ngọn đồi bên kia rồi, mình cũng sẽ thấy nó chán, rồi mình sẽ cứ tiếp tục chinh phục những cái ngọn đồi khác nữa. Và cuộc đời mình hạnh phúc nó cứ là một cái hành trình đi tìm kiếm từ A cho tới B, rồi tới B rồi cảm thấy thỏa mãn, rồi thấy chán, rồi mình đi tìm C, cứ tìm mãi, và mình sẽ không bao giờ có cái sự dừng lại để tận hưởng những cái giá trị hạnh phúc của mình. Thành ra đối với những nhóm người sáng tạo thì mình không thể yêu cầu họ không sáng tạo, không thể yêu cầu họ là đừng có đi tìm tòi những cái mới, mà mình chỉ cố gắng để khuyên giúp họ làm sao để mà mỗi ngày tiếp xúc kỹ hơn, sâu hơn, kiên nhẫn với những gì mình đang có. Đôi khi mỗi ngày mình có thể dẫm đạp lên hạnh phúc, mình đi mà mình cũng không biết, là vì mình cứ đi theo những cái mộng tưởng hay là những cái cảm xúc của mình.
khi mà mình học cách để mà tạm thời thôi, để mà chăm sóc được những cảm xúc đó, đưa nó xuống để trở về với một trạng thái bình thường nhất của tâm á. Vì thật ra dù là một nhà sáng tạo hay là ai đi chăng nữa thì ai cũng có khả năng để mà tiết chế được cảm xúc hay là những cái mộng tưởng, những cái vọng tưởng của mình, để rồi tâm mình nó có thể trở về an trú trong hiện tại, để có thể thấy được cái sự màu nhiệm của một ngày nắng lên, có thể thấy trời xanh, mây trắng cũng đẹp, rồi có thể ngồi uống một tách cà phê, nghe thông reo, rồi bên cạnh người thương đôi khi không cần phải làm gì cả, chỉ cần thấy sự có mặt của người thương mình cũng là quý giá nhất trên đời, tức là họ sẽ lùi lại trở về với những cái giá trị cơ bản của đời sống, và thấy đó là những cái giá trị hết sức là màu nhiệm của hạnh phúc, để họ bớt đi cái suy nghĩ cho rằng phải đạt được mục tiêu kia mới là hạnh phúc. Thì chúng ta có quyền đi về tương lai, chúng ta có quyền đặt ra những mục tiêu cao và xa hơn. Tuy nhiên làm sao để mà cái hành trình mình đi về đó đó, mình vẫn nhớ rằng mình vẫn đang đi trên con đường hạnh phúc, chứ không phải là mình đang không có hạnh phúc. Vậy cho nên đó là meditation nó rất là hay, vì nó luôn giúp cho chúng ta luôn aware, tức là nhận thức được cái gì đang xảy ra xung quanh bạn vậy. Bạn có biết không, bạn có những đứa con, bạn có người thân yêu bên cạnh, bạn có căn nhà, bạn có công việc, bạn có sức khỏe, bạn có tình yêu, bạn có rất 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 là nhiều thứ. Bạn hãy tận hưởng nó và trân quý nó. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho cái nhóm người sáng tạo đó phần nào họ cắm rễ vào trong cái thực tại, để họ thấy cái đó là hạnh phúc, để họ biết rằng cái trong tương lai cũng hạnh phúc, mà cái trong hiện tại cũng hạnh phúc. Và đôi khi cái rễ họ cắm vào hiện tại đủ sâu và đủ rộng á, thì họ sẽ tiết chế bớt những cái mộng tưởng của họ, để rồi họ sẽ biết trân quý và sẽ bớt nhàm chán. Cái nhàm chán phần lớn là vì họ đã đồng nhất họ với những cái ước mơ, những cái ảo tưởng, những cái đỉnh xa mà họ chưa chinh phục được, và họ bỏ rơi những cái gì mà họ đang có. Mình sẽ không dùng từ mộng tưởng, mình gọi là lý tưởng đi. Mình vừa cố gắng có cả hiện tại mà mình vẫn hướng vào cái con đường. Liệu là nó có phải là một cái sự lựa chọn là chỉ phải chọn cái này hoặc cái kia mà không có cả hai được không? Cái việc mà làm cái podcast này với thầy nhé, với Thùy Minh, nó có cả hai. Nó có cái việc là Thùy Minh biết là nói chuyện với thầy đã là một cái mình cảm thấy mình có thể hạnh phúc ngay được. Nhưng đồng thời cái việc mà nó được thu lại thành một cái podcast và những cái người khác, khán giả khác họ sẽ xem được những cái thời điểm khác nhau. Nó là một trong những cái ví dụ hiếm hoi được cái việc là thực ra mình có cả hai được. Mình vừa có cái công việc của mình phục vụ cho một cái lý tưởng nào đấy trong công việc của mình, nhưng mình vừa được tận hưởng cho chính bản thân mình. Có thể là không thể chỉ chọn một. Có thể làm được, nhưng mà đó là cả một bầu trời nghệ thuật. Có thể thì mình làm tốt trong lần này mà sẽ không làm tốt được trong những lần khác. Phải phải luyện tập với thì mình, để có thể là bạn sẽ có rất nhiều kế hoạch, có rất nhiều dự án, có rất nhiều giấc mơ đẹp, có những con đường lý tưởng trong tương lai, nhưng bạn sống rất chắc trong hiện tại. Thì bản thân thầy cũng thực tập như thế, thầy có rất nhiều ước mơ hoài bão, nhưng mà tụi thầy rất là trân quý giây phút hiện tại. Cái người nào mà mình đang tiếp xúc đó, là người đó quan trọng nhất trong giây phút đó. Cái công việc nào mà mình đang làm, dù là việc nhỏ nhất, như là cái việc mình đi chùi nồi hay là mình uống một tách trà đó, là cái việc quan trọng nhất. Khi nó là quan trọng nhất thì mình sẽ dồn toàn tâm vào nó và thấy được cái giá trị của nó. Những thứ trong cuộc đời này á, bản thân nó luôn luôn có giá trị hữu dụng cho chúng ta. Tùy vào lúc này lúc khác mà chúng ta cần nó thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta tiếp xúc với nó, mà chúng ta có mặt một cách trọn vẹn, thì chúng ta sẽ thấy cái giá trị trọn vẹn của nó. Còn khi chúng ta có mặt chỉ có 50% hoặc là ít hơn, thì tự dưng chúng ta sẽ không thấy hết giá trị của nó. Chúng ta nói rằng chúng ta chán, thì cái nguyên nhân cơ bản ở đây là vì chúng ta đang không có mặt trọn vẹn với chính mình. Chứ bản chất thực tại là luôn luôn là miracle, là màu nhiệm. Thành ra Albert Einstein đã từng nói rằng là chỉ có hai cách duy nhất để bạn sống trong cuộc đời này thôi. Một là bạn có thể xem mọi thứ trên cuộc đời này không có cái gì là màu nhiệm cả. Hai là bạn hãy xem tất cả mọi thứ đều là màu nhiệm. Vậy thì nếu như bạn cho rằng là cái việc mà ngồi uống một tách cà phê, tâm tình với một người bạn, chơi với con nó không có quá quan trọng bằng cái việc bạn kiếm tiền hay là có danh dự ngoài kia đó, thì bạn phải xem tất cả mọi thứ đều không có gì là quan trọng hết, thì nó mới quân bình con người bạn được, nó mới cân bằng với mọi cá thể đang vận hành trong cùng trời đất. Còn ngược lại, nếu bạn cho rằng những cái gì trong tương lai bạn muốn nắm bắt hay là những cái job ngoài kia là quan trọng á,
thì bạn cũng phải xem những cái việc nhỏ nhặt hàng ngày trong sinh hoạt cũng là quan trọng. Quan trọng ở đây là bạn có mặt trọn vẹn và trân quý nó để tận hưởng giá trị của nó. Tại vì có rất nhiều người họ hưởng được những giá trị đó. Họ hưởng được ngày nắng lên, họ tận hưởng được một ngày rảnh rang không có việc gì để làm, để chơi cùng với những người thân, với con cái. Tại sao mình lại không làm được? Đó là không phải vấn đề là họ thiếu những điều kiện để làm nên những điều đó, mà là họ thiếu sự rèn luyện của bản thân. Tức là huân tập cho mình một cái thói quen là hay phóng tâm đi, đi tìm kiếm những cái gì đó xa xôi mà thiếu trân quý thực tại. Từ đó mới sinh ra cái tâm là hay nhàm chán. Tức là không chịu xét kỹ cái tại sao mình lại nhàm chán, đồng nhất mình với cảm xúc là đi tìm kiếm cái mới. Nhắc đến việc chán và tìm kiếm cái mới thì cũng trong mỗi lần mà bọn em phải nghĩ một cái gì mà bí ấy, thì mình gọi là ôi chán quá thì bắt đầu thì thực ra là mình có luôn có hai cách. Mình kêu chán quá mà mình kêu với một ai đấy thì nó đã tạo ra một cái sự va đập với cái người đấy. Người đấy nhiều khi tức điên lên, nhưng mà cũng người đấy cũng nếu yêu thương mình đủ nhiều thì người ta sẽ hỏi là mình chán, là mình được giải bày. Còn ví dụ trong công việc thì với những cái người tạm gọi là theo đạo chán ấy, là có mấy cách mình có thể đứng dậy. Mình đứng dậy, mình đi dạo. Thì mình cũng rất là nhiều lần là đứng dậy và đi đến xem cái bộ phim, tức là thay đổi cảm xúc. Vâng. Bởi vì em cảm giác như là cái chán mà với bản thân mình ấy, nó như một cái hố cát mà mình có thể lún xuống. Xong rồi có thể thành nghiện cái cảm giác là nó hơi chôn vùi tôi xuống. Tôi hơi bất lực đấy, nó cũng kỳ lạ. Thế nhưng mà khi mà nó chưa lún quá, mình biết đứng dậy, tách ra khỏi làm cái việc gì cả. Thầy cũng cũng hay buộc miệng nói với các bạn, các học viên của thầy, ôi thầy chán tụi con quá. Là vì tại sao tụi con cứ dậm chân tại chỗ như vậy, hoặc là tại sao tụi con cứ phải lặp lại những thói quen không dễ thương như vậy. Nhưng mà thầy nói chỉ là mắng yêu thôi, nói vậy thôi, chứ mình biết rằng là mình phải làm cái gì đó cùng với các bạn. Vì chính các bạn không có thay đổi được tình trạng, thì bây giờ thôi, thầy cho mình leo một chuyến Fancy Băng 5 ngày. Sau chuyến đó rồi thì mọi thứ thay đổi hết. Vì chính các bạn cũng thay đổi, và chính bản thân mình cũng thay đổi cái góc nhìn về các bạn, rằng là các bạn cũng sẽ thay đổi, nhưng mà chờ chậm lại một chút. Ở Melbourne có một câu rất là hay là nếu bạn không thích thời tiết tại thời điểm này thì chờ một chút, thì nó thay đổi ngay lập tức, từ nóng chuyển thành lạnh, từ khô chuyển thành ướt. Vì vậy cho nên là cái cảm giác nếu mà mình chán một cái gì đó thì đừng có gọi là identify, đừng có đồng nhất liền với nó. Thì bạn cứ đứng lên uống một tách cà phê, đi xem một cuốn phim, bạn cứ đi picnic, bạn cứ làm cái gì đó đi, rồi cảm giác chán nó sẽ đi qua. Chán có vẻ là mình không chấp nhận, và mình cái vấn đề ở đây là không chấp nhận nó không có sai. Mình có quyền chán, nhưng mà đừng có dễ dàng đồng nhất với nó rồi trở thành một cái đạo như là Thùy Minh nói là ôi tôi là phải luôn luôn chán những cái thứ mà nó dở hơn tôi, những cái thứ nó cứ tồn tại quanh tôi cũ kỹ mãi, mà tôi phải có trách nhiệm đóng góp vào tiến trình thay đổi của nó nữa. Và tôi biết rằng là cái thấy của tôi cũng thay đổi nữa. Vì bản thân cái sự cũ kỹ đó nó chưa đủ thay đổi, hay là người kia họ chưa thay đổi được, nhưng mà mình đã mới rồi, xem một cuốn phim xong mở ra một góc nhìn mới, uống một tách cà phê hay là ngồi thiền tĩnh lặng một chút, cái cảm xúc mà hay là cái nhận thức trước đó nó bỗng tan biến đi, nó nhường lại cho một cái thấy mới. Vẫn chấp nhận được, vẫn thấy hay, hoặc là tôi đã có hướng giải quyết rồi, không cần phải chán nữa. Thì con trai của Thùy Minh hay hỏi một câu là mẹ ơi chán quá, thế bao giờ mình đến? Đấy thì cái câu chuyện là bao giờ. Ví dụ như thầy dẫn cái câu của ở thành phố Melbourne là thành phố đấy một ngày bốn mùa, nó thay đổi rất là nhanh. Nhưng thì mình thấy một trong những cái điều mà mọi người hay phải đối mặt là có thể người ta hơi vùng vẫy để thoát ra, nhưng người ta sẽ luôn tự hỏi là cái chán này của tôi bao lâu. Trong lúc mình biết là mình phải chờ đợi để không chán nữa, làm sao mình lại phải không chán cái đấy? Thì đừng tập trung vào nó nhiều nữa. Cái vấn đề là như thế. Khi chúng ta có một cái điều gọi là dissatisfaction, bất như ý, thì lập tức là chú ý ngay vào nó, và tin rằng khi nào mình bứng tận rễ nó ra khỏi cuộc đời mình, mình mới hết chán. Trong khi cái cơ chế chán nhiều khi là nó ở trong mình. Có thể là mình thuộc nhóm người hay mau chán. Bây giờ đối tượng nào đổi tới mình thời gian rồi, mình cũng sẽ chán. Thành ra điều trước tiên là mình phải học cách để mà quản chế lại cái
cơ chế hay mau nhàm chán của mình để nó giảm bớt cái sự nhanh nhạy đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, là hãy khoan chú ý vào cái điều mà mình cứ chán hoài mãi đó. Mình chú ý vào những cái điều mà mình ưa thích, những cái điều gọi là satisfaction, những cái điều như ý trong cuộc đời. Khi mà mình trở về, mình tiếp xúc sâu với những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, thì toàn bộ cái hệ thống cảm xúc mình nó sẽ cân bằng lại. Khi cảm xúc cân bằng lại, có thể cái nhận thức mình nó cũng sẽ được điều chỉnh. Bây giờ mình thấy cái đối tượng đáng chán đó nó không đến mức như là trước đây mình nhìn nữa, có thể mình tiếp tục chấp nhận tiếp, cho họ thêm một vài cơ hội để thay đổi, hoặc là ít nhất là họ không có quá làm phiền mình. Dù có chán nhưng mà không có quá làm phiền mình. Còn mình quá chán, chán tới tận cổ là vì mình đã quá chú ý vào đối tượng đó và mình mong chờ một cái gì đó thay đổi từ đối tượng đó, cho nên nó mới xảy ra cái phản ứng tâm lý đó. Nhưng mà khi mà thầy nói chuyện đối tượng ấy thì ví dụ thì mình thấy nó thay đổi hoàn toàn trong chuyện tình cảm. Tức là có thể là mình, người đồng nghiệp của mình, thậm chí với Thùy Minh là một số bạn nhân viên, mình có thể chán, hay là đấy thầy thì mình nghĩ là có các học viên chẳng hạn, mình có cái mối dây liên hệ ở đó, nhưng mình không có quá cái mộng tưởng hay là cái trông chờ của mình nó không quá nhiều. Nhưng mà trong tình yêu ấy, đã khi chán là nó rất là chán, là bởi vì là trông chờ quá nhiều hả? Trông chờ nhiều và người ta gắn kết với mình quá, và nó có những cái phản ứng hóa học. Bây giờ quay về cái câu chuyện tình yêu, cái sự chán nó xảy ra, thì mình vẫn giữ cái quan điểm nó xảy ra từ từ. Nó chán từ việc bé, nó chán dần đến cái việc to, nó sẽ chuyển hóa thành sự thất vọng. Cái chuyện thay đổi mộng tưởng là một chuyện, chuyện nhìn thấy người ta có những cái, như thầy nói là từ có hoa có cả rác á. Nhưng mà liệu có cái cách nào mà ngăn trở cái việc chán nó xảy ra không? Thì nghĩ nên ngồi với nhau thường xuyên. Có những điều người kia nghĩ rất là bình thường đối với họ, nhưng mà đối với mình đó là một vấn đề. Hoặc là họ có những cái thay đổi nhỏ mà bản thân họ không nhận ra. Mình đừng có để yên như vậy rồi mình cứ bực bội, rồi bức xúc, rồi mình cảm thấy chán, rồi cứ nuôi cái chán nó dài hoài mãi mà không chịu giải quyết. Thay vào đó mình có thể luôn luôn cho người kia biết là mình đang nhìn về người đó như thế nào, mình đang nghĩ về người đó như thế nào, mình có cảm giác về người đó như thế nào, mà không nhất thiết là đúng với sai. Mình cứ được nói ra những cái cảm nhận của mình về người đó, báo tin cho bên kia biết để họ có thể có cơ hội để điều chỉnh lại. Vì thầy tin rằng khi mà mình làm hết sức, đã dùng rất nhiều nghệ thuật để tiếp cận với nhau, để nói hết những cái điều khắc khoải trong lòng mình ra, hay là những cái bức xúc trong lòng, mà bên kia họ vẫn không tiếp nhận, họ vẫn không chịu thay đổi, thì chừng ấy mình được quyền mình tôn vinh, mình đồng nhất mình với cái chán đó. Còn khi mà mình chưa có tận tâm làm hết mình, cứ chờ bên kia tốt hơn để mình hưởng á, thì chắc chắn là sẽ rất là khó để mà có được cái sự trọn vẹn được. Và thì nghĩ trong một cái liên hệ nên có một người là lead, thí dụ như là dù là nữ hay nam cũng được, ai có một cái khả năng dẫn dắt được thì cứ dẫn dắt. Hoặc là mỗi một cái đoạn đường thì mỗi người đóng cái vai trò đó một lần. Trong một giai đoạn này thì người nam, giai đoạn sau là người nữ. Ai đang tràn đầy năng lượng, ai có nhiều không gian, thời gian để thiết kế cái liên hệ tình cảm đó thì hãy chủ động. Thí dụ mình lên kế hoạch trong tuần này mình sẽ đi picnic, mình sẽ đi hiking, mình sẽ có những buổi ngồi uống trà tâm tình với nhau, mình sẽ đi xem phim, mình sẽ ngồi xuống để làm mới về những cái rác rến mà mình đã vô tình đã vung vãi lên nhau. Có những cái kế hoạch, có những cái chương trình, có những cái cách để mà mình cứ phải tiếp cận nhau thường xuyên, thì nghĩ là nó sẽ luôn luôn được làm mới lại cái mối quan hệ đó. Thì cái chán phần lớn là mình cứ rác, cứ chồng chất từng ngày, mà cả hai bên đều rất là thụ động. Có thể là do tự ái, có thể là do bận rộn, có thể là do đổ thừa trách nhiệm, có thể là luôn nghĩ rằng là cái lỗi này là của người kia phải thay đổi chứ. Thì có khi là một bên có lỗi nhiều hơn một bên, nhưng mà nếu mình là cái người đang rất là ổn, hay là mình cảm thấy mình ổn hơn người kia, thì hãy chủ động tạo ra cái cơ hội để hai bên được ngồi xuống cùng tháo gỡ những cái khó khăn. Mình hiểu được cái người kia họ làm như vậy tại vì họ có vấn đề về tâm lý, hoặc là họ mắc kẹt trong một cái nhận thức sai lầm nào đó, hoặc là em bé bên trong của họ đã trở lại, inner child đã trở lại, họ đang bị đồng nhất á, họ đang là nạn nhân của chính họ, thì bây giờ mình đòi hỏi họ nhiều hơn là không có. Thì trong cái đoạn đường này đó, trong cái khoảng thời gian này mình phải hy sinh, chấp nhận cái sự thiệt thòi là người đó sẽ không cung cấp được những cái cảm xúc đầy đủ cho mình như trước đây nữa. Thậm chí là họ có thể đưa về mình những cái cảm xúc tiêu cực. Vì phải có ân nghĩa với nhau mà,
gọi là anh ngã thì em cũng có thể nâng được. Rồi qua tới cái đoạn đường đó đó, mình sẽ là một cái phần lớn quan trọng trong cuộc đời của họ. Họ sẽ biết ơn mình. Từ cái ân nghĩa đó mình sẽ rất là dễ đi thiết kế tiếp những cái chặng đường sắp tới. Vì sẽ tới một lúc nào đó mình cũng sẽ có khó khăn, rồi người kia cũng sẽ chán mình. Rồi không lẽ họ chán mình rồi họ bỏ mình liền sao? Họ cũng sẽ kiên nhẫn để dìu dắt mình qua cái đoạn đường khó khăn đó, là nhờ cái ân nghĩa trước đây. Trong một cái giai đoạn thì mình hay chán, thường là sẽ là cái người đấy họ tự chán họ. Ví dụ như là một cái người đàn ông trong, ví dụ trong sự nghiệp chẳng hạn, nó ví dụ họ không có làm ra tiền. Rất là nhiều người đàn ông, cái chuyện họ tự chán họ là một chuyện, nhưng họ tạo ra một cái năng lượng khiến cho, hay là họ không tự tin. Cái sự không tự tin về chính bản thân mình ấy, rất dễ làm cho người khác chán cái người đó. Thì mình cũng là một người mà cũng hay đóng cái vị trí lead ở trong một mối quan hệ. À thế thì mình sẽ đi chơi, mình sẽ đi ăn tối ở một chỗ nào khác, mình đi xem phim cùng nhau, đi một cái buổi hòa nhạc. Bản thân em là cái người làm trong ngành sáng tạo là em biết rất là cách là đổi cảnh. Nhưng mà có những thứ mình cứ không thay đổi được. Một là mình cứ phải làm hoài cái việc đấy, mình cũng rất là mệt. Và cái thứ hai là khi cái người đối diện họ không có tự thay đổi thì cái sự chán nó gần như là không thể cứu vãn được. Rất là khó khi mà mình đã tự chán chính mình rồi đó, thì khó có cái quyền đòi hỏi người khác không chán mình lắm. Người khác chán mình là điều rất là hiển nhiên. Tuy nhiên thầy vẫn quay lại là cái việc ân tình với nhau. Thí dụ như trong trường hợp Thùy Minh và người bạn đời của Thùy Minh đi, thì thầy sẽ khuyên rằng thôi lúc này Thùy Minh khoan nghĩ người đó là chồng mình hay là người bạn đời đồng hành duy nhất của mình, mà hãy nghĩ là một người bạn đồng hành thôi. Một người bạn hay là một người anh thôi đi. Hãy giúp đỡ một người anh đang có cái sự thất bại trong công việc, đang có cái mất niềm tin vào bản thân. Bây giờ giúp họ trước cái đã. Thì lúc bấy giờ cái áp lực mình dành cho người kia cũng như là về phía mình nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Mình sẽ bớt đòi hỏi người kia phải thế này thế kia cho đúng cái đạo nghĩa vợ chồng hay là một liên hệ lứa đôi. Khi mà cái sự nhẹ nhàng đó diễn ra đó, thì cái mình nhìn về họ hay là cái cách họ nhìn về mình nó cũng sẽ đỡ vất vả lắm. Tạm gọi là thoát khỏi cái vai của một người bạn đời hay là liên hệ vợ hay là chồng, chỉ là một người bạn thôi. Chúng ta sẽ giúp đỡ nhau. Thì thầy cũng có biết và thầy cũng có chứng kiến rất nhiều cặp liên hệ lứa đôi vợ chồng đó, người vợ dìu người chồng hoặc là người chồng dìu người vợ mấy năm trời để mà khôi phục lại cái niềm tin. Thí dụ như là người chồng họ bị tai biến, họ trước đây là một người rất là thành đạt, khi họ bị tai biến rồi họ bị trầm cảm luôn vì họ không chấp nhận cái tai biến đó. Và họ mất hết niềm tin vào bản thân. Thì người vợ cứ phải chăm chút từng ngày, vừa phải chăm chút người chồng bị tê liệt, không có nhấc tay nhấc chân lên được, vừa phải làm mới tâm lý giúp cho người chồng lúc nào cũng tin vào bản thân, tin vào đôi chân, tin vào cánh tay, tin vào cái sức khỏe vẫn còn đó, tin vào một cái chặng đường tương lai sắp tới, và tin vào toàn bộ giá trị mà người chồng có. Người vợ như là một cái người mà phải nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần về những giá trị của người đó, để cho người đó nhớ về cái giá trị bản thân của họ, để họ đừng có mất niềm tự tin đó. Thì rồi cuối cùng là cái tình yêu thương chân thật và rộng lớn nó cũng chiến thắng. Mà cái tỷ lệ người như vậy trong xã hội bây giờ rất là hiếm, vì sự chịu đựng đó quá lớn đi. Có thể nói rằng là những cái mối liên hệ như vậy thường là người ta có những cái ân tình rất là sâu đậm với nhau, và người ta không còn đòi hỏi quá nhiều nơi cái đối tượng thương yêu nữa, vì người ta thấy được cái tổng thể rộng lớn của người thương yêu mình rồi. Trong đó có những cái giá trị nhất định sẽ không bao giờ thay đổi được, và có những cái khó khăn, có những cái khiếm khuyết, có những yếu kém chưa thay đổi được, và họ chấp nhận toàn bộ con người đó. Những cái yếu kém khó khăn nó bộc lộ ra thì họ vẫn thấy cái giá trị nằm sâu bên trong, họ không bị đánh lừa bởi những cái khuyết điểm yếu kém đó. Còn những cái người mà họ nhìn theo cảm xúc hoặc là họ chưa có đủ gắn kết sâu á, để thấy được cái bản chất, cái tổng thể rộng lớn của đối tượng thương yêu, thì họ sẽ rất dễ đồng nhất với những cái hiện tượng nhất thời. Trong một giai đoạn nào đó, cái người đó đã đánh mất đi sự dễ thương, đánh mất đi sự vững vàng, là mình sẽ chán người đó ngay lập tức. Cái sự chán nó cũng có cái, nó có liên quan đến độ tuổi, đúng không ạ? Cái sự bồng bột lúc đầu mới yêu, mình chán là mình chán ngay. Nhưng mà khi mà có gia đình, có con cái, có nhiều cái sự ràng buộc, ngoài cái việc là có một cái tình cảm sau thời gian nó được vun đắp, nó cho thấy cái sự trưởng thành
của một cái mối quan hệ nữa. Đúng rồi. Nhưng mà đến bao lâu thì người ta không cần phải cố thay đổi cái sự chán nữa? Đến bao lâu người ta biết là đây là tận cùng rồi và chán, gọi là chán tới cổ, chán, chán ngán, ngập mặt luôn. Ngán, ngán, chán trở thành ngán rồi. Đúng rồi, chán ngán, đúng rồi, chán thì có thể vẫn còn thay đổi, chứ em thấy ngán là chán ngán hay ha, hai từ rất là hay. Chán đến mức mà ngán, ngán luôn. Luôn, ngán là không có muốn nhìn thấy mặt luôn đấy. Và không muốn thay đổi nữa. Chán có thể là vẫn đang là một cái trạng trung chuyển. Là đợi một tí tôi xem có cái gì mới không, thời tiết có thay đổi không, người lòng người có thay đổi không, thói quen có thay đổi không. Nhưng ngán thì nó như một cái sự buông xuôi rồi, một cái cú hích thôi. Đúng là rồi. Nó kết thúc. Thường là đã tới chán ngán rồi là cái niềm tin vào và cái liên hệ tình cảm đó, niềm tin vào cái sự thay đổi của người đó và cả chính mình nó đã mục rã hết rồi, không không còn đủ sức để thay đổi. Nếu có chăng là thì nghĩ rằng nó phải có một cái biến cố gì đó thay đổi toàn bộ cục diện nhận thức và cảm xúc của hai bên, hoặc là một trong hai bên thì mới có hy vọng. Còn không thì nó chỉ kết thúc thôi. Gần đây em xem lại một cái bộ phim tên là In This World, là một cái điệu nhảy van, thì cái hình ảnh của một cái cô gái trong một cái mối quan hệ với một anh chồng, hai người có yêu thương nhau nhưng mà mình rõ ràng mình nhìn thấy nó có một cái sự bàng bạc, nó không có quán đồng cháy. Sau đó cô này gặp một cái anh khác và cái anh đấy, hai người chỉ có nhìn nhau thôi nhưng mà cái cảm xúc cảm thấy nó mạnh hơn rất là nhiều, nó cũng mạo hiểm hơn rất là nhiều. Và cái kết thúc là cô này chia tay rồi đến với một cái anh mới. Nhưng mà kết thúc của với anh mới là cái sự bàng bạc nó lại xảy ra như là với cái anh đầu tiên. Thì nó là một cái sự chán mang tính vòng lặp. Đôi khi mình bước ra khỏi một cái mối quan hệ chán ngán, mình bước vào một cái mới. Nhưng theo thời gian nó lại lặp lại như vậy. Có cách nào mình tránh cái sự này không? Chà, khó. Thầy biết ngay cả khi những người mắc vào những cái hội chứng tâm lý như là rối loạn lưỡng cực á, bipolar, là đã có cái sự thay đổi đột biến về cảm xúc. Khi họ ở cái cực hưng cảm, yêu thích một cái gì đó quá mức, thứ nhất là họ thấy bản thân họ có quá nhiều năng lượng, cái gì họ cũng làm được. Và tất cả những công việc hay đối tượng họ tiếp xúc đều rất là màu nhiệm, rất là tuyệt vời. Nhưng mà ngay sau đó vài giờ, thậm chí là chỉ trong là vài chục phút thôi, là chuyển ngay xuống tới cái cực đối nghịch là trầm cảm. Họ cảm thấy muốn buông xuôi, họ tự ti với bản thân, họ cảm thấy tất cả mọi đối tượng thương yêu của họ đều không có giá trị gì cả. Chán ngay lập tức, chán luôn những công việc mà họ đã từng yêu thích và đam mê. Có cái sự thay đổi rất lớn, hoặc là cái chứng đa nhân cách cũng vậy. Chứng đa nhân cách rất là đáng sợ, là một con người khác ở trong con người của mình và rất nhiều con người khác như vậy. Cứ mỗi một con người như vậy là một cái cảm xúc yêu thích khác nhau. Rồi con người đó đi ra là con người khác bước vào. Thì con người này lại rất là chán ghét những cái thứ là mình đã từng yêu thích trước kia nữa. Thành ra là tất cả những cái biến động về tâm lý thực sự là có ảnh hưởng rất lớn đến cái sự nhàm chán của chúng ta. Vì vậy cho nên là thầy vẫn muốn quay lại cái chỗ là những đối tượng mà mình yêu thích đó, đôi khi nó chỉ phản chiếu lên cái tâm ưa thích và tâm nhàm chán của mình thôi. Và mình sẽ cứ tiếp tục đi lại cái vòng lặp đó. Thích rồi không thích, rồi thích rồi không thích. Và các đối tượng bước vào trong cuộc đời mình, họ chỉ là đáp ứng cho những cái việc mà mình thích hay là không thích thôi, chứ không phải là tại nơi họ. Thích một cái gì đó mà mình mau chán quá, gọi là cả thèm chóng chán, là mình có vấn đề, sẽ rất là khó có hạnh phúc được. Một mối tình lúc mới đầu đi mà vượt qua được 6 tháng thì là sang giai đoạn mới. Mình sẽ không chán cái chán của 6 tháng đầu tiên nữa. 6 tháng đầu tiên nó là cái việc là không hợp, xong rồi nhìn kỹ vào nó có những cái gì đấy, đấy. Và nó thuần là mặt phản ứng hóa học. Thế xong rồi người ta sẽ nói cái mốc tiếp theo là 2 năm. 2 năm thì nó sẽ có việc là gặp gia đình, bạn bè, thấy có môn đăng hộ đối hay không. Sau 2 năm nó là cái việc có thể bắt đầu chuyển vào sống chung, thay đổi một cái hình thái. Mọi người cũng nói là 7 năm, đấy, vượt qua 7 năm thì mình là cái mối quan hệ là cũng vượt qua được cái mốc 7 năm chẳng hạn. Đấy, xong rồi người ta nói đến khoảng 10 năm thì thôi là vĩnh viễn. Thì theo thầy cái thời gian đấy, thời gian ở đấy một lâu thì nó sẽ tỷ lệ nghịch với cái sự chán của mình hay không? Tức là sau rồi có thể mình cũng quen với cái sự chán đấy.
mình đã ở đủ lâu để mình lười không bước ra khỏi nó nữa, và mình hay là mình biết cách vận hành bên trong cái sự chán? Thì câu trả lời vẫn là tùy vào tài năng của mỗi người. Vì ngoài cái bản năng cảm xúc yêu thích ra, con người ta còn có rất nhiều khả năng khác. Nếu mà bạn hiểu, thấu hiểu thật sự về cái cơ chế vận hành tâm thức của mình và bạn có rèn luyện những kỹ năng để điều chỉnh nó đó, thì bạn có thể vượt qua được cái sự nhàm chán của mình, dù là nó mạnh như thế nào, dù nó đi lại những cái vòng lặp như thế nào, dù bên trong bạn có một số cái hội chứng tâm lý nó có ảnh hưởng tới sự nhàm chán của bạn như thế nào, thì bạn vẫn có thể xoay sở được nó. Cũng như có những người họ có những cái năng lượng tiêu cực khác, như là lòng tham không đáy, hay là sự sân hận quá mức, hay là tâm hay thù địch, hay là đố kỵ. Tất cả những cái tâm lý tiêu cực đó đều có thể được chăm sóc và thay đổi. Thì sự nhàm chán cũng có thể chăm sóc và thay đổi được, để rồi trong một cái liên hệ mà họ sống đủ lâu với cái sự nhàm chán đó, đôi khi họ lại có thể biến sự nhàm chán đó thành một cái cơ hội để họ chuyển cái liên hệ tình cảm đó sang một cái trạng thái khác nữa, mà có thể trạng thái đó sẽ đặc biệt hơn, thí dụ như là một tình bạn chẳng hạn. Có thể chưa bao giờ họ nghĩ là họ đến với người này là để trở thành tình bạn đâu, nhưng mà tới một lúc nào đó họ không còn cái cảm xúc yêu thích nhau nữa, nhưng mà họ quý những cái giá trị khác, họ không muốn bỏ nhau, họ muốn trở thành một cái cặp đồng hành thân thiết nhất, và cả hai bên đều cùng đồng ý như vậy. Thấy ở chung với nhau không có gì bất tiện, không có gì chống trái, không có gì mâu thuẫn, giống như là hai người bạn thân, rồi cả hai đều không có nhu cầu đi tìm những cảm xúc mới lạ khác, như thế là đủ, là an toàn cho họ. Thì đây là cái nhận thức và sự chọn lựa của mỗi người, mà nó không có những cái nguyên tắc chung. Thế nếu mà cái sự chán, gọi là cái độ chán nó dao động, tại vì trong rất là nhiều mối quan hệ thì mình kiểu ôi chán quá muốn bỏ luôn rồi. Thế nhưng mà làm thế nào mình lại cũng cầm cự được qua, xong nó lại trở lại. Tức là cái sự chán này nó cũng dao động rất khủng khiếp nhé. Mặc dù nghe chữ chán thì nó là một cái sự bàng bạc, nó nhờ nhờ như này, nhưng hóa ra trong đấy nó cũng dao động. Một trong những vấn đề mà thầy hay đặt ra cho các bạn mà hay chán người mình thương á, thì phần lớn khi mà ai đến tham vấn với mình á, nó đi một người là họ kể hết những cái khuyết điểm yếu kém lầm lỗi của người kia, mà ít khi nào mà họ nói về bản thân họ hoặc là họ nói về những cái ưu điểm của người kia cả. Thì thầy hay nói là bây giờ bạn hãy thử liệt kê cho thầy nghe về 3 hay là 5 những cái điều tốt đẹp nhất mà bạn đã từng yêu thích về người kia đó, mà bạn phải liệt kê một cách chân thành. Và không chỉ liệt kê thôi, mà bạn có thể viết thư cho người đó. Bạn thay vì trước đây bạn hay nói tới những cái yếu kém, những cái khuyết điểm của người đó, thì lần này á, hoặc là bạn nói chuyện trực tiếp, hoặc là bạn sẽ viết thư nói với người đó rằng là bạn đã từng thấy, đã từng ghi nhận, đã từng tận hưởng những giá trị này của người kia, để một mặt á, bạn nhắc cho người kia nhớ họ đã từng hay, từng đẹp như thế nào ở trong mắt của bạn, và một mặt á, là bạn cũng tự nhắc cho mình nhớ rằng người kia không chỉ là những cái điểm mà bạn đang chán, mà còn là những cái điểm mà bạn đã từng bị hấp dẫn, đã từng đam mê, đã từng bỏ tất cả mọi thứ để chạy theo, mà bây giờ nó đã chôn vùi ở đâu, mà bạn đã để cho cảm xúc nhàm chán nó che lấp hết tất cả mọi thứ. Thì cứ khơi dậy từ từ, đôi khi đánh thức được một cái nhìn mới, một cái nhìn toàn diện hơn, dầu rằng vẫn nhìn thấy những khuyết điểm người kia, nhưng lại cũng thấy những ưu điểm, và những cái ưu điểm đó đôi khi nó trở lại đủ gây được cái cảm xúc yêu thích, và nó lấn át được cái cảm xúc nhàm chán. Thì đó là cái kỳ công. Trong một cái liên hệ tình cảm mà mình có cái kỳ công như vậy thì nó sẽ lâu bền hơn là mình chỉ đến hưởng rồi đi, thì cái chuyện đó ai cũng có thể làm được. Em mới đi Philippines về, thì mình đi Philippines 2 tuần trong một cái kỳ học. Là ở Philippines là họ đạo họ không có ly hôn. Cấm ly hôn là phạm pháp. Đâm ra cái đấy cũng là một cái hay. Giả sử như mình có giai đoạn chán thôi, nhưng mình không bao giờ có giai đoạn kết thúc chẳng hạn, thì là người ta cứ phải ở trong cái đấy, và người ta luôn phân tích ra là cái ưu điểm là gì, cái nhược điểm là gì, thì cái đấy là có thể là cái cách mình có thể cứu vãn được. Thì cơ hội cứu vãn cho nhiều mối liên hệ là cũng sẽ rất cao, tuy nhiên là mình cũng không ngoại trừ cái việc là cũng rất là đau khổ trong đó. Là những cái câu chuyện mà mình nghe xong như là ở trong địa ngục vậy. Thế khi nào thì chán thì là đau khổ? Từ chán bước qua đau khổ nó cũng là một trạng thái khác. Có những cái chán mà mình chấp nhận được vì nó là một cái tiến trình tự nhiên, và mình biết rằng cái chán này nó phần lớn là do sự thay đổi của chính mình, thì cái chán này sẽ ít đau khổ hơn. Nếu mình có sự chấp nhận cái chán này đó, chấp nhận tức là tôi có thói quen hay chán,
biết rằng đã tới lúc chán thì nó cũng có cái đau khổ của cái chán đó, nhưng mà nó ít hơn. Và ngược lại đó, có những cái chán mà nó trở nên vô cùng đau khổ là vì mình không chấp nhận cái câu chuyện tình cảm mới tới cái chỗ chán này, và mình không chấp nhận rằng là mình có một cái trạng thái chán người kia tới mức là mình nó che lấp hết tất cả mọi phương diện của đời sống, nghĩa là không chấp nhận nó và mình lúc nào cũng muốn chiến đấu với nó hết, phải giải quyết, phải loại trừ, phải bứng nó ra khỏi tầm mắt của mình thì mình mới chịu nổi, thì cái đó nó sinh ra đau khổ cùng cực. Mình tò mò là khi thầy chán thì thầy làm gì ạ? À, khi chán là thầy có một cái thói quen, đó là hãy để đó đi, từ từ tính sau. Thầy phải giải quyết cái trạng thái của mình trước. Phần lớn là thầy hay đi về rừng núi, nếu mà thầy có điều kiện làm được, xách ba lô lên và trở về rừng núi, cũng như là một dạng làm mới chính mình. Hoặc là thầy chán cái điều đó thì thầy sẽ đi làm điều khác. Và thầy tin rằng là cái chán này nó chỉ xảy ra ở một cái khía cạnh, ở một phương diện khi mình tương tác nó xảy ra cái chán đó thôi, chứ con người mình nó còn nhiều cái phương diện khác lắm. Và thầy có rất nhiều sở thích, có nhiều đam mê, có nhiều thứ để làm để cho mình không rơi sâu vào cái chuyện chán quá lâu. Thường thầy không chán gì quá ngày hết. Và thầy không muốn nó thống trị mình. Mình không thích con người mình rơi vào cái trạng thái nhàm chán, vì chẳng có cái thứ gì nó khiến mình phải tập trung vào nó toàn lực cả, để nó hạ gục mình hết. Mình có thể tập trung vào nó để mình xây dựng nó thôi, chứ nó không để cho nó hạ gục mình. Cho nên khi chán là mình biết rằng mình có vấn đề nhiều hơn là hoàn cảnh. Thì mình phải tìm cách thay đổi ngay lập tức. Thầy Minh Niệm thử nói ra một ví dụ chống chán của thầy mà thì mình sẽ bất ngờ. À, chống chán ha. Xe mô tô. Ôi dồi ôi. Ở Hawaii thì được một anh đó, anh làm trong quân đội, tặng thầy chiếc xe mô tô. Thầy không có bằng lái xe mô tô, nhưng mà thầy sử dụng nó khi thầy chạy từ trên đỉnh núi xuống dưới chân núi, lúc mà thầy ở đó một mình á, và chỗ đoạn đường đó không có police. Cho nên là thầy rất là thông dong tự tại với chiếc mô tô của mình, và thầy rất là thích chạy mô tô. Và có thể chạy dọc theo bờ biển cũng được. Và sau đó nhiều lần bị police bắt lại và không có license. Cho nên là thầy cảm thấy là cái việc một thầy tu mà phạm luật như vậy rất là xấu hổ. Mặc dù mình biết rằng cái không gian đó không có cái lưu lượng giao thông nhiều, rất là vắng người, đường vắng lắm, nhưng mà vẫn phạm luật giao thông. Mà dù lúc đó thì ăn mặc không phải là một thầy tu, nhưng mà bị bắt lại và phạt vì cái tội là không có bằng lái và mình vi phạm như vậy, thì bỗng dưng là mình thấy là mình không có được dễ thương. Rồi thôi thì nghĩ thôi mình sẽ không chơi mô tô nữa, mình sẽ dẹp chiếc xe mô tô qua một bên. Và lập tức là loại khỏi tâm trí. Nhưng mà không ngờ là khi về Việt Nam rồi thì một cách rất là tự nhiên âm thầm sắm một chiếc xe mô tô khác. Là thầy tính là thầy sẽ đi xuyên Á một chuyến sau 10 kỷ niệm 10 năm Into the Wild trước đây. Nhưng mà rồi có nhiều tín hiệu tốt để có thể mở được khóa đào tạo chuyên gia chữa lành tâm lý đó, thì lại dừng lại cái đam mê đó. Rồi cái ngay lập tức là thầy tặng luôn cái chiếc mô tô cho người khác. Thì thầy nghĩ tại sao thầy có rất nhiều thứ thầy rất là quý và rất là lâu để thay đổi, mà có cái thứ này mà thầy thay đổi nhiều nhất thì nhanh nhất là chiếc xe mô tô của mình, là thầy nghĩ rằng chắc phần lớn là vì thầy thấy mình chắc không còn hợp nữa. Vì ở Việt Nam này rất là khó để mình ngồi chiếc xe mô tô và phát hiện thầy Minh Niệm ngồi chiếc xe mô tô. Rồi thầy Minh Niệm lại mặc đồ không phải là thầy tu nữa thì chắc coi không có được. Thì thành ra là thầy lấy chiếc xe mô tô ra khỏi tâm trí mình từ lúc nào cũng không hay. Và đó là cái điều hiếm hoi, là vì thầy rất là quý những cái đồ gì mình có hay là những kỷ niệm liên quan tới mình. Còn chiếc mô tô lấy ra khỏi tâm trí rất nhanh. Thì đó là một những thứ mà thầy rất mau chán. Thầy có nhiều trò chơi cũng táo bạo lắm nhưng mà không chán. Khi có cơ hội quay lại là sẽ quay lại. Thì câu hỏi đặt ra là liệu có một lúc nào đó mà có cơ hội đi xe mô tô nữa thì thầy có đi không? Thì câu trả lời là yes. Nhưng mà chắc là cũng là ngắn hạn thôi. Vì bây giờ thầy đã chọn một cái hình thức để gần với đại chúng nhất và đại chúng ai cũng biết hết rồi. Bây giờ thầy không thể thay đổi để thỏa cái đam mê của mình mà đại chúng khó chấp nhận được. Cho nên là thôi, mình chán cái bộ môn đó cho rồi. Thì mình thực lòng khuyên thầy có chuyển sang xe đạp. Vừa hợp với hình ảnh của thầy mà vừa không cần bằng lái. Từ mô tô thầy vẫn có thể đi. Thầy vẫn có thể đi xuyên Á.
Ở trong thiền tập á, cho tụi thầy một cái khả năng rất là quý, đó là luôn luôn nhìn vào thực tại bằng con mắt mới. Có những con người, có những công việc mình lặp đi lặp lại rất nhiều lần là mình quen nhìn mọi thứ theo cái lăng kính cũ, mình tạm gọi là thành kiến của mình. Dù là thành kiến tốt hay là thành kiến xấu, nhưng mà nó lặp đi lặp lại, không có cái sự khai phá, tìm tòi cái mới. Trong khi đối tượng có thể mới lên mỗi ngày. Thí dụ như ai đó đã từng làm phật lòng mình, đã từng làm tổn thương mình á, mà không có cơ hội để ngồi xuống nói chuyện, để đả thông tư tưởng, để xin lỗi, để xoa dịu, để chữa lành cho nhau, thì mình sẽ mặc định người đó là cái người nguy hiểm và mình sẽ tránh xa người đó. Thì đó là một dạng thành kiến xấu. Còn cái người nào mà họ yêu thương mình, họ nuông chiều mình, họ là đứng về phe mình, là đồng minh với mình, có rất nhiều giá trị chung với mình, họ cho mình nhiều giá trị nữa, thì mình sẽ có thành kiến tốt về người đó. Khi mình có thành kiến tốt về người đó thì người đó làm cái gì mình cũng dễ chấp nhận, dễ ủng hộ hơn. Thì trong chúng ta thường tồn tại những cái thành kiến như vậy. Ngoài ra còn có thứ gọi là định kiến nữa, tức là do được truyền từ nhiều đời cái thấy của người khác mà chúng ta tin theo mà không có cơ hội để xét lại. Thì khi chúng ta nhìn lên một đối tượng nào đó, đó thường chúng ta hay mang theo cái mình đã biết rồi, trong đó có bao gồm thành kiến và định kiến, tức là những kiến thức tích lũy và những kinh nghiệm tích lũy. Trong khi đó, Đức Phật thì thấy rằng là con người hoàn toàn có một cái khả năng nữa, đó là chúng ta có thể thu những cái thành kiến, định kiến lại, những cái nhìn cũ kỹ lại. Trong một cái khoảnh khắc, trong một cái khoảng thời gian nào đó, chúng ta hoàn toàn có quyền, có khả năng nhìn lên thực tại bằng con mắt mới. Thì ở trong nhà thiền tụi thầy gọi là mere recognition, tức là nhận diện đơn thuần, tức là đối tượng đó diễn ra như thế nào á, thì mình là see things as they are, tức là nhìn cái đối tượng nó diễn ra làm sao thì mình cứ ghi nhận vậy, chứ không được quy chiếu từ nơi cái thấy của mình, cái thấy cũ, từ những cảm xúc bị tổn thương, từ sự yêu hay là cái sự ghét. Ở trong bên trong chúng ta có rất là nhiều thứ nó hay phản chiếu lên cái nhìn của chúng ta. Làm sao để chúng ta dọn dẹp tất cả những cái rác rến đó để trả mình về con mắt trong. Giống như là thi sĩ Thâm Tâm nói là sao đầy hoàng hôn trong mắt trong vậy đó. Tức là mình có trong mắt trong, nhưng mà khi mình yêu rồi đó thì hoàng hôn nó phủ lên, không còn là con mắt trong nữa. Con mắt nó vàng hay là nó hồng rồi. Nó đục. Thì bây giờ làm sao để mà mình có cái khả năng ít nhất là vài khoảnh khắc trong ngày để mình nhìn về cái người mình thương, cái thứ mà mình đã từng đam mê mà bây giờ mình đã chán rồi đó. Có thể là mình đang bị đồng nhất với những cái nhìn cũ kỹ. Còn nếu như mình như là một nhà khoa học á, lúc nào cũng muốn khám phá, tìm tòi những cái mẫu vật mới, xem trong đó có cái gì. Tức là cái người thương mình tại sao có nhiều người quý quá, có nhiều giá trị quá mà mình không nhìn thấy, hoặc mình đã từng nhìn thấy mà bây giờ nó đâu rồi. Nó đâu rồi, có phải vì nó đã không còn nữa hay là mình đang bị che khuất bởi những cái thứ khác. Thì khi mình tìm tòi khám phá như là lần đầu tiên mới được nhìn, yêu như là lần đầu được yêu á, thì cái nhìn của mình nó sẽ trong sáng hơn. Và trong cái trong sáng đó chắc chắn là mình sẽ tìm thấy nhiều giá trị từ phía bên kia, mà từ đó cái sự nhàm chán của chúng ta nó sẽ không có cơ hội để phát triển và nó chiếm cứ trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta có thể yêu thích trở lại đối tượng thương yêu của mình. Cho nên thầy vẫn trở lại cái ý là khi mình nhàm chán một ai đó thì một trong những việc mà mình cần phải làm đó là quay về để chăm sóc lại cái sự nhàm chán của mình, xem là nó có thật sự là hợp lý không, nó là một cảm xúc nhất thời, nó đến từ đâu, nó bị cái gì thúc đẩy, cái trách nhiệm thuộc về phía mình nhiều hơn hay là phía đối tượng. Và hãy cho mình thật nhiều cơ hội để thay đổi nhận thức của mình, thay đổi cảm xúc của mình, cũng như là trao cho đối tượng thương yêu mình thật nhiều cơ hội để họ được làm mới chính họ. Sự nhàm chán đôi khi nó hay là một sự báo động, báo động rằng cái liên hệ tình cảm đó đang có vấn đề và cần được thay đổi. Chứ nếu không nó sẽ đi tới một chỗ khác nguy hiểm hơn, hoặc là một chỗ khác tốt đẹp hơn nếu mà chúng ta tận dụng, đúng không ạ? Thì mình thì ngồi đây mãi không chán đâu, nhưng mà chủ đề chán thì mình nghĩ là cũng có thể khép lại ở đây. Nếu bạn đang chán hay là kể cả bạn chưa chán thì hãy nên nhớ rằng là nó cũng là cái câu chuyện của chính bạn, cái chăm sóc cho chính bản thân mình. Trong công việc thì đôi khi chuyện chán cũng có cái hay, nhưng mà trong một mối quan hệ thì có thể nó là báo hiệu. Nên là chúc các bạn sẽ luôn yêu lành, yêu yên lành. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy Minh. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.